Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Các bác vừa theo dõi ở đầu clip cái một bản nhạc của em Swan World. Cái dòng đồng hồ mở mặt Swan World này thì các mọi người cũng không còn lạ lắm gì nữa. Cái em màu trắng này thì đợt trước có từng về thì hôm nay lại về thêm. Những cái em này thì gần như là về lần nào là sẽ bán luôn lần đấy. Cho nên là mọi người có yêu thích thì inbox ngay cho shop. Em đồng hồ Swan World màu trắng này thì cái màu này thì rất là phù hợp cho các không gian nhà hiện đại. Các bác trông rất là sang, không những sang mà lại còn rất là độc đáo, lạ mắt. Bởi vì những cái kiểu này thì rất là ít khi gặp ở những cái nhà gọi là em này thì nó là hàng độc lạ rồi. Khi mà tròn giờ thì em này nó sẽ đánh các bản nhạc thay nhau. Đồng hồ này có 39 bản nhạc mọi người nhé, 39 bản nhạc khác nhau, nó sẽ luân phiên liên thay nhau liên tục, A, B, C, ba nấc khác nhau. Nhưng mà khuyên mọi người nên để nấc ở A, bởi vì A là có 34 bản. Mỗi bản nhạc thì người ta có ghi rõ đằng sau tên từng bản một. Khi mà tròn giờ thì mặt em đồng hồ này là mở mặt 6 mọi người nhé, mở mặt 6. Và các cái vòng tròn xoay ở bên trong cũng sẽ xoay theo điệu nhạc, và cái bộ phận xoay này thì liên tục xoay. Các bộ phận xoay này thì nó gắn tất cả, đây là ba này, nói chung là rất là nhiều viên pha lê quá quy có màu đỏ và màu xanh rất là sáng lấp lánh. Đây, ở bên Nhật thì rất là ưa chuộng những cái dòng pha lê này, vừa đắt tiền mà nó còn rất là đẹp. Em này thì gần như là mới, mới đến 98-99% bởi vì là không có một vết gì cả mọi người nhé. Rất là đẹp. Vừa về hàng nên là quay cho mọi người luôn. Những cái em cao cấp này thì đương nhiên là sẽ có mắt cảm biến ánh sáng. Khi không đủ ánh sáng thì nó sẽ tự động ngắt chuông đêm. Cho nên là ban đêm hay là buổi trưa mình đi ngủ mà kéo rèm thì cũng không lo ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Kích thước của em này thì cũng khá là to. Size của em đồng hồ này là em này là một trong những size gần như là to nhất của hãng. Em này là 51 mọi người nhé. Cao 51 và ngang là 40. 51 nhân 40, chiều sâu của nó cũng rất là dày, 12 cm. Đấy, rất là vững chắc, to, size khủng luôn. Màu trắng nhiều bác rất là thích. Dưới đây thì em có giới thiệu cho các bác em đồng hồ mở mặt Swan World cao cấp của hãng. Các bác mà yêu thích em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất bên nhà em. Không những em đồng hồ này mà còn về rất rất là nhiều các mẫu khác để cho mọi người tham khảo, cả mới cả cũ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.